điều kiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cũng là một trong những hình thức chuyển quyền sử dụng đất. Vậy điều kiện thủ tục khi thực hiện hình thức này sẽ như thế nào? Trong bản tin ngày hôm nay hãy cùng Evolution DT tìm hiểu nhé. Điều kiện nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tại điều 193 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định về điều kiện nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Cụ thể, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận quyền chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 134 của luật này. Do đó, người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của chính phủ. Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Về thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tại điều 79 Nghị định 43 năm 2014 NĐ-CP quy định chi tiết như sau. Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc. Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Xác định nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin kinh doanh bất động sản ngày hôm nay. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share, subscribe kênh YouTube của Evolution DT nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bản tin tiếp theo.